thì anh em chúng tôi sẽ dẫn các bạn lên xem một cái căn hộ mẫu căn chỉ 5m ở tòa booyoung số 4. Đấy thì các bạn có thể xem qua một chút về cái hành lang của thang máy ở đây, thì nó có 4 cái thang máy. Bên kia là có 3 thang, bên này có 4 thang. Thì không biết là anh cảm thấy là cái số lượng thang máy này thì nó đã đủ chưa? Thì đấy là nó rơi khoảng tầm gần 60 căn hộ trên một thang máy. Nghĩa là cái số lượng thang máy nó cũng khá là đầy đủ rồi. Đấy, cái sảnh thang máy nó rất là rộng, rất là thoải mái. Cái thang máy này là của Hàn Quốc đúng không? Thang máy này là của vina, vina của hãng vina, một trong những cái thang máy cũng khá nổi tiếng. Đấy, xin mời tất cả quý vị các bạn qua đây xem sảnh, hành lang. Đấy, cái hành lang của nó cũng không quá rộng, chỉ 1m4 thôi. Mét tư thôi. Đấy, các bạn có thể xem. Mét tư thì nó giống như được capital này, dần kiện rất nhiều. Được capital dần kiện rất nhiều. Tuy nhiên thì nó không giống như ở được capital là hai bên nó có nhà, mà ở đây là một bên nhà và một bên là thoáng khí, một bên là không khí. Các bạn có thể xem qua một chút này về cái cửa sổ này này. Cái cửa sổ này có thể mở ra này. Ở bên trong có thể mở ra và ánh sáng trực tiếp tự nhiên, gió nắng gió sẽ từ ngoài hành lang này vào. Đấy, nó sẽ không bị bí căn hộ. Đấy. Mặc dù cái sảnh nó chỉ 1m4 thôi nhưng mà mình nghĩ nó rất là hợp lý. Thiết kế kiểu này thoáng nhỉ? Thoáng. Đúng rồi. Mình mở cửa ra cái là ra ngoài trời luôn. Thiết kế như này thì về mặt thoáng khí, nhất là về thoáng khí, thứ hai là về mặt phòng cháy chữa cháy. Đấy, thì tất cả những cái liên quan đến cháy nổ thì nó sẽ không khói, nó sẽ không thông vào hành lang đi từ căn hộ nọ sang căn hộ kia, vẫn đảm bảo được an toàn. Xin mời quý vị và các bạn vào xem căn hộ 95m. Đây là thông số căn hộ nhá. Đây là thông số căn hộ nhá. Các bạn hãy xem, có thể dừng video lại để xem. Cửa mình khóa mấy lớp bạn nhỉ? Khóa này là khóa bằng thẻ này. Đấy, cửa chống cháy 2 lớp. Có camera này, bấm chuông này. Bấm cửa chuông này nhá. Kêu rất to. Đây là cửa chống cháy 2 lớp này, các bạn có thể xem. Còn camera có thể quay sát vào cái cửa chống cháy 2 lớp này để cho quý vị xem. Khóa cực kỳ chắc chắn nha các bạn nhé, khóa này cực kỳ chắc chắn nha. Khóa của Samsung. Cực kỳ chắc chắn, ok. Đó, xin mời các bạn vào trong để xem cái thiết kế căn hộ. Đây là bàn giao của chủ đầu tư nhá. Chủ đầu tư khi mà khách hàng mua thì sẽ có một cái tủ giày như thế này. Đấy, rất ít chung cư ở Việt Nam có thể có một cái option bàn giao với tủ giày rất rộng như thế này. Để giày dép rồi áo mưa mua hiểu đúng không? Đây là không gian phòng khách nhỉ? Không gian phòng khách thì có một cửa sổ rất là rộng. Mình mở cửa sổ ra thì sẽ rất là thoáng. Mở cửa sổ ra rất là thoáng. Mình sợ nó như này nó không vào phòng, không vào micro đâu. Đấy, đây là view hướng đông nam nha các bạn nhé. View hướng đông nam nhé, căn chỉ 5m là view hướng đông nam. Đấy, hiện tại thì phía đằng trước kia nó là đường sắt trên cao Hà Đông Cát Linh. Hà Đông Cát Linh đấy, từ đây các bạn có thể đi bộ ra ga rất là gần đấy. Sau này mà các bạn làm ở trên trung tâm thành phố Hà Nội, bạn đi bằng ga Cát Linh Hà Đông rất là tiện. Bên này là vào Hồ Gươm Plaza đấy.
hướng đông nam rất là mát. Các bạn có thể đứng đây, nếu như các bạn đang đứng đây thì các bạn có thể cảm nhận được cái sức gió nó thổi sẽ mạnh mẽ như nào. Bên dưới là đường Vũ Trọng Khánh, đường Mỗ Lao cũ đấy. Bạn camera có thể quay xuống cái sàn gỗ này một chút không ạ? Mình muốn giới thiệu qua một chút về cái sàn gỗ này nhé. Cái sàn gỗ này thì cảm nhận riêng của mình đi rất là chắc chắn, rất là chắc chắn, không có tiếng ọp ẹp, không một chút tiếng động ọp ẹp nào kêu ở đây hết. Có nghĩa là việc xử lý sàn gỗ ở đây họ làm rất là chuẩn chỉ. Sàn gỗ này cùng mình cũng là nhập từ bên Hàn đúng không? Đúng không? Sàn này là nhập toàn bộ các vật liệu bên Hàn đấy nhé. Đấy, sàn gỗ này dày 7 ly, 7 ly sàn gỗ công nghiệp thôi, không phải là sàn gỗ tự nhiên đâu. Cửa đây cũng đều là cửa gỗ công nghiệp hết, nó không phải là cửa gỗ tự nhiên không để ý nhá. Các bạn có thể xem về cái bàn giao về các ổ cắm, ví dụ như ổ cắm này. Rất ít chung cư ở Việt Nam có thể sử dụng cái loại ổ cắm chống giật này của bên Hàn Quốc. Hoàn toàn các thiết bị điện nhập từ Hàn Quốc về nhé. Chống giật, ổ điện chống giật và cái công tắc này. Hay là cái bảng điều khiển home manager cũng từ bên Hàn về, hoàn toàn là như vậy. Hay các bạn có thể qua đây xem một chút về không gian phòng bếp. Ok. Mình lại bật điện lên một chút nào. Điện bật đâu nhỉ? Điện của phòng bếp bật đâu nhỉ? Đây rồi. Ok. Thì chủ đầu tư họ bàn giao bếp. Thì cá nhân Tùng cảm thấy thế nào về cái option bàn giao phòng bếp của chủ đầu tư này? Các đồ nội thất bản sao cái ngay là bản sao theo căn hộ mẫu, căn hộ nếu mà mình mua sẽ có bếp và các thiết bị như thế này đúng không? Đúng rồi, ở đây thì chưa lắp bếp nhưng mà khi mà bản sao nội thất thì nó sẽ có bếp từ, hút mùi và tất cả những cái thiết bị đồ nội thất như này, gỗ như thế này. Đấy, mình thấy là rất là ít chung cư có những cái option bản sao về bếp nó xịn sò như vậy, là khá đầy đủ rồi, gần như là full nội thất chứ nó không phải là nội thất cơ bản quá. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua một chút về cái sự hay ho mà mình vừa phát hiện ra nhá. Đó là cái cửa sổ thông gió này, đó là một cái cửa hút mùi thức ăn ra hành lang. Thì cái hành lang này nó là một hành lang thông gió nhưng nó không phải là một hành lang kín. Đấy, nên cái việc các bạn nấu nướng ở đây, mùi thức ăn mà nó không hút hết bằng những cái thiết bị hút mùi như thế này thì nó có thể thoát ra ngoài hành lang này để tránh cái việc là mùi nó vào trong phòng khách. Tránh việc là mùi nó vào trong phòng khách thì cái việc đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của gia chủ. Đấy, cái này rất là hay nha các bạn, mà để một cái quạt, khi mà các bạn nấu các bạn để bật cái quạt trần lên ấy, bấy quạt trần lên hoặc là để với quạt cây thổi sang bên này thì sẽ không bao giờ bị mùi thức ăn nó lan vào ở trong phòng khách. Khi mà các bạn tiếp khách thì hoàn toàn nó rất là lịch sự, rất lịch sự luôn. Và để giúp mình cái cửa sổ này thì đây là một điểm đáng chú ý và rất là đáng tiền đấy. Hai nữa là mình có thể giới thiệu qua một cái phòng chức năng. Cái phòng này nó chỉ mình nghĩ là nó chỉ hơn 1m² một chút thôi. Đấy, nhưng mà nó là một phòng chức năng để rửa rau, những cái buổi tiệc mà liên quan đến việc là rửa rất nhiều các loại rau, nấu lẩu này, hay là quý vị đi xa làm việc gì đấy mà liên quan đến cát bụi, các bạn có thể vào đây để các bạn rửa ráy tay chân. Nó hoàn toàn rất là lịch sự, nó rất là lịch sự nhá. Vào đây rửa rau cho chỗ này mình cảm thấy rất là thích nhỉ. Một không gian mà mình nghĩ là nó rất là đáng tiền ở căn hộ này đấy. Ngoài ra thì
nó cũng giống như cái căn hộ đấy, nó cũng giống như một cái kho, một cái kho để đồ. Thì xin mời các bạn đi vào cái phòng ngủ đầu tiên, là phòng ngủ dành cho trẻ con nhé. Phòng ngủ này là phòng ngủ dành cho trẻ con. Tại vì sao mình lại nghĩ nó là phòng ngủ dành cho trẻ con? Tại vì các bạn có thể xem cái cửa sổ của nó nhé. Cái cửa sổ này nó thiết kế rất là cao, rất là cao, và nó sẽ cực kỳ an toàn để cho những cái lứa tuổi mà vẫn còn nhỏ ở bên dưới này, không thể trèo lên trên cao được. Đấy, đây là chủ đầu tư rất là chủ động thiết kế. Đấy, và cái phòng ngủ này nó rơi vào khoảng tầm, mình nghĩ là bao nhiêu? Mình nghĩ là 8-9 mét vuông thì nó chừng mét, còn này nó hơn 9 mét. Thì 9 mét vuông dành cho một phòng ngủ của chị con thì mình nghĩ là nó rất là hợp lý rồi. Trong này thì cả có mắt điều hòa luôn. Có cái phòng này có mắt điều hòa luôn. Có đầu chờ điều hòa đàng hoàng nhé. Có dây cáp mạng nếu mà bạn thích xem phim, TV cũng có hết nhá. Đấy, đủ phòng ngủ. Nói chung là đây là bàn giao một thất cơ bản, nên là ở trong này nó chưa có gì cả. Thì lát nữa, tại vì là các phòng vệ sinh ở đây ấy, tất cả các phòng vệ sinh ở đây hiện tại đang đóng cửa, nên là lát nữa mình sẽ quay sang cái phòng 31m ở bên kia, mình review các bạn về cái phòng tắm. Nó cũng là một điểm rất sáng của cái chung cư này, điểm rất sáng về bàn giao nội thất của phòng tắm. Đây, xin mời các bạn bước vào cái không gian phòng ngủ. Căn ba phòng ngủ này thì có thể cho ba thế hệ ở, thì mình nghĩ ở đây là một căn hộ dành cho những người lớn tuổi. Đấy, có một cái hành lang này đi ra này. Đấy, hành lang rất rộng nhá. Cái này ngồi thiết kế một cái bàn trà ở đây cho các cụ ngồi uống nước trà, cà phê, ngắm cảnh, rất là hợp lý. Ở đây thì cái căn này nó hơi bị chắn view một chút, tuy nhiên thì có những căn hộ nó không bị chắn view. Đấy, các bạn có thể lựa chọn về bảng giá hay bảng hàng như nào thì các bạn có thể liên hệ cái hotline ở dưới video để tìm hiểu nhé. Đấy, view thì nó tương tự như cái bên kia thôi. Đấy, quay đi, quay xem. Ở đây nó có một cái cũng mình nghĩ là nó cái ống nước này nó để bên ngoài, nó không để ở trong tường. Vì tường ở đây toàn bộ làm bằng bê tông, nên cái ống nước này họ để bên ngoài nó cũng rất là hợp lý thôi. Tất cả đều đổ bê tông, rất là sang chảnh nha. Đồ công nghiệp thôi, không phải đồ gỗ quá nhiều. Thì đây là phòng master, mình muốn giới thiệu qua một chút về phòng master này. Cái phòng master này thì không để bước được ra ngoài, nhưng cái cửa sổ của nó không quá cao, tạo cái không gian gió ánh nắng tự nhiên vào phòng rất là tốt. Ở đây mình thấy là không có một căn hộ, không có một cái phòng ngủ nào mà không có ánh sáng tự nhiên hay không có ánh nắng tự nhiên. Cái điều đấy là điều cực kỳ tốt. Hay nhở, cái thiết kế căn hộ bên Hàn Quốc này nó không sát luôn với cả bên ngoài này. Cách hẳn một cái lô ra như này. Bây giờ mình mới để ý đấy, mình nghĩ nó cũng là một cái để việc chống nắng rất là tốt, đúng không? Chúng là cái ánh nắng là khi mà mình ánh nắng trực tiếp từ bên ngoài và sẽ có một cái khoảng cách ở đây là mình sẽ không bị nóng, đúng không? Đúng rồi. Nó rất hay đấy. Còn bây giờ mình nhận ra ở trong này, ok, ở trong này mình vẫn tiện một chỗ này. Thì trong này nó là bàn trang điểm cho chị em này. Chủ tư họ bàn giao những cái nội thất này khá là đầy đủ nhá, rất là đầy đủ. Đây là bàn trang điểm, nhiều người nếu như mà không quá cầu kỳ thì có thể sử dụng cái này được rồi, mà không cần phải mua thêm nội thất nữa. Đây nó giống như một cái tủ quần áo, nếu như mà cảm thấy vẫn thiếu thì các bạn có thể kê thêm một cái tủ bên ngoài. Đấy, còn mình nghĩ là với cái tủ quần áo này thì mình nghĩ là cũng khá là đầy đủ và rộng rãi luôn.
cái tủ này mà bây giờ mình muốn lắp thêm một cái cửa thì nên lắp theo kiểu gì nhỉ? Cái này thì nó cũng cái này nó rất là đơn giản thôi, nó không không phải là quá khó. Thì toàn bộ cái nó là hèm gỗ nhá, hèm gỗ các bạn có thể bỏ ra, các bạn làm thêm cửa, thêm cánh tủ à, không vấn đề gì cả. Rất là dễ sửa chữa. Cái này nó là gỗ không, gỗ ghép mà, nó không phải là khách quan ở cửa, nhưng mà cũng dễ dễ sửa chữa. Đấy, ngoài ra thì đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì nó cũng diện tích của nó cũng không cần phải là quá rộng rãi. Nó giống như tất cả những cái căn hộ khác của bên Hàn hay bên Nhật. Thì cái không gian vệ sinh nó cũng không cần quá rộng rãi. Chỉ cần có một cái bồn tắm này, vách kính này để ngăn nước bắn ra ngoài này. Đấy. Bây giờ mình mới để ý là cái gương này rất là hay nhá. Cái gương này rất là hay nhá. Các bạn có thể để cái đồ quay vào đi. Cái này các bạn có thể đổ để những cái đồ mỹ phẩm hay là bột giặt, tất cả những cái thứ liên quan đến phòng vệ sinh ở trên trong bên trong này. Mà cảm giác như các bạn đóng vào trong này thì nó sẽ không có một cái gì cả, nó rất là lịch sự, rất là sạch sẽ, nhìn gọn gàng đúng không ạ? Đây phòng mẫu nhưng mà đã có nước rồi này. Chưa có. Tất cả cái nội thất này là của Hàn hay của Việt nhỉ? Đây là của Hàn nhé. Của Hàn hết, đều của Hàn hết. Được nhỉ? Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái căn hộ 12A13, nó là căn hộ 95m. Đấy thì tất cả những cái thông tin về dự án, mặt bằng hay là mọi thứ thì các bạn có thể liên hệ với mình qua fanpage, mình để link ở bên dưới này. Đấy, và xem một số những cái căn hộ khác, ví dụ như căn 73 hay căn 88,55m thì mình đã quay video, các bạn có thể qua xem video của mình bên dưới, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua số hotline mình để bên dưới video nhé. Đấy thì bây giờ thì xin phép được dừng video tại đây. Thì tiếp theo nó sẽ là những cái series video để mình quay về những cái tầng trung tâm thương mại, rất là mong là các bạn có thể là đợi mình ra những cái video đấy để tiếp tục ủng hộ nhé. Cảm ơn bạn, bye bye.